Thưa quý vị và các bạn, là tỉnh có đông đồng bào Khmer sinh sống chiếm hơn 30% dân số với hơn 362.000 người. Đến cuối năm 2022, tỉnh ta còn hơn 7.000 hộ Khmer thuộc diện hộ nghèo và gần 10.000 hộ Khmer thuộc diện cận nghèo theo chuẩn nghèo mới. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm đáng kể qua từng năm. Con số này đã minh chứng cho sự đổi thay trong đời sống và cho thấy sự đồng hành từ những chương trình dự án chính sách của Đảng và Nhà nước đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong chăm lo cho đồng bào. Phơm sóc khởi sắc, bà con Khmer phấn khởi đón Tết cổ truyền là nội dung chính chúng tôi phản ánh trong chuyên mục Thông tin đối ngoại kỳ này. Tết cổ truyền Chol Thanam Thamay năm nay diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Mỗi năm đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng bào Khmer lại thêm phấn khởi khi đời sống vật chất lẫn tinh thần ngày càng khởi sắc, sinh khí đón Tết càng trở nên vui tươi và phấn khởi hơn. Chăm lo cho đồng bào Khmer, triển khai kịp thời và đầy đủ các chính sách dân tộc là nhiệm vụ quan trọng được tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Qua đó đã góp phần giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số từng bước cải thiện đời sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo. Những chính sách của Đảng và Nhà nước còn góp phần cải thiện hạ tầng nông thôn, hệ thống kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân. Trong cái vùng dân tộc Nam, thấy mấy năm nay là thấy Đảng và Nhà nước và chính quyền các cấp rất là quan tâm để đến những hộ mà nghèo khó khăn để cho có cái phương tiện để mà vươn lên cho dây vốn và điện đường trường trạm thì rất là đầy đủ. Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện rất rõ khi lần đầu tiên cả nước có chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến đồng bào dân tộc. Đó là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chỉ tính riêng chương trình này, năm 2022, tổng nguồn vốn bố trí cho tỉnh ta gần 243 tỷ đồng để thực hiện các dự án, tiểu dự án. Năm 2023, nguồn vốn cho chương trình này theo dự thảo kế hoạch sẽ tăng. Ban dân tộc tỉnh đang xin cho ý kiến kinh phí thực hiện trên 413 tỷ đồng. Song song đó, chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới cũng đã góp phần vào thay đổi diện mạo các xã vùng đồng bào dân tộc. Đối với chính sách tín dụng cho hộ nghèo, trong năm qua, toàn tỉnh có trên 8.700 hộ dân tộc thiểu số, bao gồm hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất như mua con giống, thức ăn chăn nuôi. Gần 1.300 hộ dân tộc thiểu số tiếp cận với nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Ngoài ra, còn rất nhiều chương trình dự án chính sách khác trở thành trợ lực giúp hộ Khmer nghèo từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đây là những chính sách chung đối với tỉnh ta là tỉnh có đông đồng bào dân tộc sinh sống. Tỉnh còn ban hành nhiều chính sách đặc thù. Một trong số đó là chính sách cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, lấy từ nguồn ngân sách đóng góp 30% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, còn lại là ngân sách trung ương. Đảm bảo tất cả hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, từ chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của tỉnh có 1.253 hộ Khmer được hỗ trợ nhà, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng do tỉnh trực tiếp vận động từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Tất cả những chương trình dự án chính sách được lồng ghép đã góp phần chăm lo toàn diện từ đời sống tinh thần lẫn vật chất, giúp đồng bào dân tộc từng bước thoát nghèo, vươn lên trở thành hộ khá giả. Hiện toàn tỉnh chỉ còn hơn 7.000 hộ Khmer thuộc diện hộ nghèo, chiếm 7,01% và gần 10.000 hộ Khmer thuộc diện cận nghèo, chiếm 9,8%. Thời gian qua giữa các năm thì nhà nước Đảng thì hỗ trợ cho địa bàn như là cái nhu cầu sinh kế để cho các hộ tự vươn lên thoát nghèo, như là hỗ trợ bò sinh sản và bò thịt và các nhà mà bức xúc nhà ở, Đảng nhà nước cũng quan tâm. Thì trên địa bàn ấp Phú Giao hiện nay chỉ còn lại là 6 hộ nghèo, là 29 hộ cận nghèo. Thì trong năm 2023 thì qua đó thì nhà nước cũng rất quan tâm về ấp Phú Giao, thì cũng là hỗ trợ là cái bảo hiểm cho là người dân trên địa bàn ấp Phú Giao, thì cái này là cũng là được Đảng nhà nước rất quan tâm. Trước đây thì khi mà chưa có tuyến đường thì cái việc vận chuyển thì một nó diễn ra chậm, thứ hai nữa ví dụ như mùa mưa đó thì rất là khó cho cái việc mà vận chuyển này, thì nó ảnh hưởng tới giá cả. Rồi khi mà lâu quá thì nó ảnh hưởng tới cái chất lượng của hàng hóa mình sau khi mà đến cái thị trường đó, nó khó chỗ đó. Nên là sau khi mà có cái tuyến đường như thế thì bà con thì rất là mừng.
trước Tết cổ truyền Chol Thanam Thamay năm nay, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh thành lập nhiều đoàn đến thăm và chúc Tết tại các địa phương, gia đình chính sách, các cán bộ hưu trí và các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trên địa bàn. Những buổi nói chuyện thân tình, những đánh giá quan trọng về sự đóng góp của đồng bào Khmer cùng những lời chúc Tết được các đồng chí lãnh đạo gửi trao cho thấy sự quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc trong suốt thời gian qua. Trước và trong Tết cổ truyền của đồng bào Khmer, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp mặt mừng Tết cổ truyền Chol Thanam Thamay năm 2023 với sự tham gia của đông đủ các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người có uy tín, cán bộ chiến sĩ đồng bào Khmer trong tỉnh. Trong không khí đầm ấm vui tươi của buổi họp mặt, các đại biểu tham dự đã được nghe thư chúc mừng Chol Thanam Thamay của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng thời được nghe các tham luận trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Ngay vào đêm đầu tiên đón mừng năm mới, tức ngày 14 tháng 4, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp tục tổ chức chương trình mừng Tết cổ truyền Chol Thanam Thamay năm 2023 tại chùa Cơm Bông Trớp, xã An Hiệp, huyện Châu Thành với chủ đề Đoàn kết xây dựng quê hương Sóc Trăng giàu đẹp. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các vị chức sắc, sư sãi, cán bộ, chiến sĩ cùng toàn thể đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng các ủy chính quyền xây dựng quê hương Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp. Trong thời gian qua, tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành các cấp triển khai quyết liệt các chủ trương chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, ưu tiên tập trung các nguồn lực để hỗ trợ đầu tư phát triển toàn diện vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là lồng ghép việc thực hiện các chính sách dân tộc với 3 chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn năm 2021-2030 với tổng kinh phí 2.130.781.000.000 đồng, trong đó năm 2022-2023 là trên 656 tỷ đồng, đã triển khai xây dựng 82 công trình di tu bảo dưỡng, 31 cơ sở hạ tầng vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ phát triển sản xuất, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên, diện mạo nông thôn vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer ngày càng được cải thiện. Để tiếp tục phát huy về những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết năm 2023 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ của tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025, tôi đề nghị các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia và lồng ghép với các chính sách có liên quan để tăng thêm nguồn vốn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Thứ hai là tiếp tục quan tâm đời sống, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đối với các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo. Một năm mới lại đến, sau những chuỗi ngày đón Tết cổ truyền, gửi nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, đồng bào Khmer tỉnh ta lại trở về với cuộc sống thường nhật hàng ngày, tập trung hăng say lao động sản xuất. Để mỗi năm đón mừng năm mới, cái Tết của bà con lại thêm rộn ràng hạnh phúc khi cuộc sống ngày càng ấm no, phơm sóc ngày càng khởi sắc. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này cũng đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.